Còn đơn vị là cái trung. Cháu lại biết ra bước qua theo. Một bạn. Dạ.
bị chết ở đó, mình chết cũng không thể giảm được. Coi như là khi mà thực hành á là mình giết luôn, cho nên chết thảm vô và hạ. Được rồi. Rồi xem mặt lại. Dạ, lại cho cả vui vẻ lên, cười lên. Ok, dạ. Rồi. Dạ, rồi, rồi qua cái. Qua nhận, qua nhận đi chứ. Dạ, qua nhận. Rồi. Chắc nó là đội 2. Hồi đó là ở miền Bắc á, C10 F100, mà C10 thì nó có 4 đội, 4 B. B1 là chiến thuật xe, B3 là B2 là sân bay, B3 là kho tàng, B4. Như vậy là hôm là đội đen nó đánh hai đó, một bãi xe và một có cái quy nữa, thiếu cái quy hiệu BA đó luôn. Là con đội đen. Con là lệ thôi. Người chỉ huy trưởng của đội 65. Bây giờ là cao cho tàng nhận ngàn hoa nhận. Cái hình ảnh này là do anh chổi khi tụi nó bị bắt. Thì anh này là Nguyễn Hữu Lợi này là công an, cho nên anh mới sưu tầm được. Anh là Nguyễn Hữu Lợi cung cấp cho tôi là hình ảnh này là khi nó tự anh chổi sau này. Được không chứ con bên đó có làm được đúng không? Đó, chính là công an làm được. Giờ ra coi. Cho nên do đó anh còn tặng ngay đó. Cái này là gia đình tặng cho tôi á, giờ tôi tặng lại gia đình thân nhân tặng đó. Cái hình ảnh chưa rồi không đúng, anh nhớ mình phải chỉnh sửa lại. Hình ảnh là ngay của mình, chắc của mình chị quay. Bây giờ còn ảnh nó là ít như phản mô tô bi á, y chang là tí thứ nhất là cảnh sát sân bay thương binh sân bay gần nhất đúng không ha. Cái này quân đội nó ghi hình á ha. Do anh tức là tôi đi quay với anh là ảnh ở phòng này cho cậu đen đó. Và đây là cái hình ông Phạm Văn Hai, tức là anh Hùng Phạm Văn Hai nè, hình ảnh đó thấy không đó. Thì cái gì đó là cái điều người ta chịu thật chứ không có vấn đề gì. Bảy lớp với anh Lép hai người khác nhau, cho nên là giết chồng